Vào cuối tuần trước khi mà làm việc thì Phương sẽ ngồi lại và mở cái quyển sổ planner ra, kiểm tra xem là có những việc gì mình chưa làm, cũng như là sắp xếp công việc cho tuần mới, những ngày nào là ngày thi, giờ thi như nào thì mình sẽ nốt lại một cách rất là cẩn thận. Phương thì vẫn thích là sử dụng planner giấy, bởi vì Phương cảm thấy là khi mà mình viết những cái công việc ấy ra trên một tờ giấy thì mình nhớ việc và mình cảm thấy là mình sắp xếp được công việc nó thuận tiện hơn. Với Khánh chơi gì đấy? Hấp từ vựng á.
đang viết chữ nghi ngờ. Trường mình thì vẫn giữ hình thức thi tự luận, và dù thầy cô có bảo rằng chấm theo ý hiểu thì cái ý đấy vẫn lấy từ sách ra mà thôi, nên là nếu mà bạn nào có khả năng học thuộc tốt thì điểm cũng vẫn cao hơn. Phương thì thuộc cái tuýp là học thuộc không giỏi lắm, nên là đành phải chăm và học nhiều lần. Với những bộ môn mà có cho câu hỏi ôn tập thì mình sẽ soạn đề cương như thế này. Mình sẽ chia hai cột, một cột là tiêu đề, các phần và các ý chính của từng phần. Cột to hơn ở bên phải sẽ là nội dung cụ thể. Cái này là mình lấy cảm hứng theo kiểu Cornell Notes. Mình sẽ học trong 3 lượt. Lượt đầu tiên chính là cái lượt đọc và đánh máy để soạn đề cương. Lượt thứ hai là mình sẽ đọc lại cái đề cương và highlight các ý chính cũng như là từ khóa. Có thể nốt lại vào cái cột bên trái ở dưới các cái tiêu đề và ý chính, dưới dạng sơ đồ cây chẳng hạn. Lượt thứ ba thì mình sẽ che cái phần bên phải lại và dựa vào các phần bên trái để tự diễn giải ra cái ý của mình. Và đến lúc gần thi thì mình sẽ chỉ xem lại các ý chính, tức là cột bên trái thôi. Khi đi thi thì trước khi viết bài mình sẽ luôn lập dàn bài rồi mới viết bài. Bởi vì 10 phút đầu thì mình sẽ nhớ thông tin nhất, thì mình sẽ nốt lại những ý chính để không bị bỏ sót. Thứ hai là khi có một cái dàn bài thì mình sẽ viết không bị gạch xóa, không bị thêm bớt đoạn nhiều, và phần trình bày sẽ được đẹp đẽ hơn. Thank you.